Xin chào cả nhà. Bây giờ thì anh xã đang ngồi đợi bác sĩ vô khám nè, duy trình khe ở Hawaii. Trong chuyến đi chơi mà hai vợ chồng phải dẫn chồng đi khám nè. Lý do là tại vì anh xã mình bị ù lỗ tai đó cả nhà. Trên máy bay thì anh xã bị ù cái lỗ tai cho nên bây giờ phải đi khám cả tuần lễ nay mà không hết. Nhức quá tối ngày hôm qua ngủ không có được. Cho nên là bây giờ phải vô khám. Thì đây là phòng khám, ở đâu cũng giống nhau cả nhà. Thì chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh xung quanh trong cái phòng khám thôi. Đây là bây giờ ngồi đợi bác sĩ ha. Nãy giờ ngồi ở ngoài cũng đợi cũng lâu rồi. Hiện giờ cũng khoảng chờ khoảng 20 phút đó. Bây giờ mới được vô trong phòng nè. Thì vô đây giờ khám, chuẩn bị bác sĩ vô khám coi làm sao. Tại sao mà cái ảnh khai bình ảnh hay bị mỗi lần đi máy bay đó là ảnh hay bị ù hai cái lỗ tai đó, mà hôm nay kỳ này bị nó hơi nặng hơn, ù hai cái lỗ tai mà không có nghe nó ù lỗ tai rồi nó bị nhức hai cái giống như là hai cái bên lỗ tai đó, cho nên là bắt buộc phải đi khám. Tối hôm qua ngủ không có được luôn. Cái này đồ chơi mới của anh xã, how to say you fresh. Okay. Get me the box, honey. Sẵn giới thiệu với mọi người luôn, cái này nè là cái mà anh xã mình nó đã mua đó để sử dụng nè. Một tuần lễ nay đi qua đây á thì đi máy bay là bị cái lỗ tai nó lùng bùng á, cho nên là anh bị đau, anh nhức cái lỗ tai đó, sáng nay phải đi duy trình khe để mà khám bác sĩ luôn á. Thì anh xã mình mới đi mua cái này ở trong chợ Lon á, ở Hawaii đó. Chợ Lon á thì mua về để mà sử dụng cái này, mà giống như là dùng cái hơi á, đẩy cái hơi vô để cho cái hơi nó ra, hai cái lỗ tai nó ra hay sao đó, mà anh nói là nó cũng hép. Do you feel better? Yeah. Anh nói là nó cũng hép ít nhưng mà đỡ hơn, chứ mấy ngày hôm nay anh rất là mệt. Anh lùng bụng lỗ tai, anh đau, nhức cái tối qua ngủ không được luôn. Đó cái này nè, đó mình mua về cái mình, nó có hướng dẫn sử dụng đây nè. Đó là làm cho mình giảm coi như là cái áp lực ở trong cái lỗ tai của mình nè. Cái này họ có ghi nè, mình đi máy bay mà bị lùng bùng cái lỗ tai nè. Thì người nào mà có bị vấn đề khi mà mình đi máy bay á thì mình có thể mua cái này mình sử dụng nè. Unlock your ear naturally. Đó, cái này nè. Đó. Đi kiếm mấy chợ luôn mới có đó, anh xã mình search ở trên mạng nè mới thấy cái này nè. You can use this one on the airplane? Yeah. Oh yeah, maybe help you. Yes. Yeah. Đó, cho nên cái này nè, cái mình sạc bằng pin đó các bạn. Nè, mình bấm vô vậy nè. Đó, khi mình bấm. Ok. Nó này nó có hơi á, mình bấm vô nè, nó bơm hơi trong cái mũi mình, giống như là để cho nó hép cái lỗ tai của mình nó đỡ nhất á. Trời ơi, mấy bữa nay là anh xã là bị rất là mệt mỏi về cái vấn đề này luôn nè. Sáng nay phải đi vô dùm khe để khám á. Cái này là đang sử dụng nè. Cái này là anh xã đang thử nè. Bịt một bên lỗ mũi. Cái đó nó có hơi phải không con? Đẩy cái hơi vô hả? Bịt một bên lỗ mũi xong. This is the have the pressure. Right? Yeah, and you hold one side and when you swallow it comes back out the ear. Đó, anh cái này mới có cái hơi nó bơm lên nó trên cái lỗ mũi rồi nó bùng ra cái lỗ tai. Bùng đưa coi như là nó ra cái lỗ tai đó, cho nên là nó đỡ dữ lắm luôn á, mới nhắm cả tuần lại nha. Hai con nhìn dễ thương không? It's so cute, yeah. Boy, so nice, fits so good. But he want to take it off. Fits so good. Is it big or is it? I mean, it's a little bit big, but it looks good. Yeah. Nhưng mà con giặt là nó sẽ rút lại, con biết không? Con biết cái giải này con giặt con sấy nó rút lại không? Rút quá. I hope you feel better, honey. Oh my god. It's good, yeah. Yeah. I can hear it. Oh my god, I'm glad to hear that, honey. I'm telling you, how much pain it is. Yeah. Cái này cũng chia sẻ với mọi người luôn nè. Đó, mấy ngày hôm nay, cả tuần lễ nay là anh xã rất là khổ sở về cái vấn đề mà cái lỗ tai bị ù nè. Thì ai mà đi máy bay á mà bị ù lỗ tai á thì mua cái này nè, sử dụng rất là tốt ha, mình chia sẻ với mọi người luôn nha. Đó, đây là cái này vô tình anh xã mới check ở trên how you know this hả? Cái gì con? How you know this one? I study.
Ờ, anh xã mình tự research ở trên mạng á, thì thấy cái này nè nó help. Nó help á, cho nên là anh mua về sử dụng thử thì mới sử dụng nãy giờ mà anh nói là anh đỡ, anh nghe được cái lỗ tai anh nó đỡ lùng bùng rồi đó, chứ mà mấy cái tuần lễ nay là càng ngày nó càng đau, nó làm nhức nhức cái lỗ tai luôn á. Đó, bây giờ là anh thử nãy giờ là coi như là anh thấy đỡ lắm nè. Nói chung là chia sẻ với mọi người nha, ai mà đi du lịch travel bị vấn đề về cái lỗ tai của mình, bị lùng bùng mà bị nhức cái lỗ tai đó, thì mua cái này sử dụng nha cả nhà. Đó, chị không biết là ở bên các tiểu bang khác thì mua ở đâu, nhưng mà cái này anh xã mua ở chợ Lon ha. Chợ Lon ở Hawaii thì mua ở Lon Trust, ở trong Walgreens cũng không có nha, CVS thì chị không biết có bán hay không, nhưng mà ở chợ Lon ở Hawaii thì cái này mua ở chợ Lon nè. Ở đâu con? Amazon hả? Ồ, cái này maybe yeah, Amazon có thể có nè. Đó, nhớ nha cả nhà, mình chia sẻ với cả nhà nha. Mua cái này là 60 đồng á, mua ở chợ Lon là 60 nè. Thuế nữa là 60 mấy đồng á. Đó, nhưng mà rất là good luôn á. Is it you feel better, honey? Yeah, okay. À. Rồi bây giờ là chuẩn bị đi về đó cả nhà, thì mình phải cần cái này. Lấy cái này là của anh xã. What's your name? Ustashi. How to take off this one, honey? À, thì đây là cái mà mình đã review cho các bạn xem rồi ha. À, thì bây giờ là cái này là cái không thể thiếu. Hôm bữa đi thì không có cái này, nhưng mà bây giờ về là phải cần cái này. Thì tại vì anh xã mình có cái bị bệnh là đi có nghĩa là hay bị ù lỗ tai, cho nên là cái này hôm nay là anh mua về anh xài thì thấy cũng rất là đỡ. À, thông cái mũi của mình như là cái lỗ tai mình nó bớt bị ù khoảng mấy chục phần trăm luôn, đỡ lắm luôn á. Cho nên là bây giờ trước khi chuẩn bị đi về là phải đem cái này theo lên máy bay mình xài cho nó đỡ, có nghĩa là nó chống bị ù cái lỗ tai, nó đỡ phần nào thôi, nhưng mà tốt hơn là mình có, nên trước khi mình đi á, thì mình sẽ chuẩn bị những cái này á, thì mình sẽ bị đỡ cái áp lực mà cho cái lỗ tai của mình, là nó sẽ đỡ khó chịu hơn. Cho nên đây là một cái vật mà không thể thiếu ha, cho những ai mà đi máy bay mà hay bị có cái chứng ù lỗ tai. Thì đây thì một lần nữa mình chia sẻ với mọi người ha, các bạn có thể tìm cái này. À, chị không biết là bên Atlanta hay là những tiểu bang khác thì có hay không, nhưng ở Hawaii là mình mua cái này ở Lon Rush, mà không phải là chỗ cái chợ Lon Rush nào nó cũng có nha. Tại vì đi tìm mấy cái chợ Lon ở gần đây thì không có, nhưng mà cái này là mua ở chợ Lon ở Alamona thì nó có bán cái này đó. Cho nên là những cái tiểu bang khác hay là những các bạn mà chuẩn bị đi du lịch á, bằng máy bay á, thì mua cái này để đem theo thì có thể là các bạn sẽ rất là đỡ ha. À, thì cái này nó rất là nhỏ gọn luôn các bạn. À, mình đem mình bỏ trong, nó có một cái túi như vậy nè, mình bỏ trong cái ba lô của mình hay là hành lý của mình đi đâu mình lấy để mình sử dụng ha. À, thì nó rất là tốt để mà giảm cái việc mà khó chịu khi đi máy bay đó. À, thì cái này chị nghĩ là ở Amazon, không, mình nghĩ cái này Amazon chắc cũng có ha, ở đâu cũng có bán mà. Thì cái này thì các bạn nào muốn mua thì các bạn cũng có thể bấm vào cái đường link, chị sẽ để cái đường link bên dưới nha mọi người. Những ai mà ở gần chợ hay đi ra chợ nào mà kiếm có thì mua luôn cũng được, còn không thì các bạn cứ việc bấm vào cái đường link bên dưới, mình sẽ để cái đường link bên dưới, các bạn có thể vào mua. À, bất cứ ở đâu thì cũng có thể order được, nó dễ dàng hơn. Còn người nào mà ở gần chợ, những cái chợ nào mà đi coi thử có bán, thì đây là cái hiệu nè, các bạn có thể chụp hình lại nha, chụp hình lại và có thể đem cái hiệu này đi mua đó, ở những cái chợ mà bán giống như là chợ Lon hoặc là ở Target thì chưa biết Target có bán hay không, nhưng mà ở Walgreens nè, Walgreens là thường là mấy cái này là bán trong những cái chợ đó. Walmart không biết có hay không luôn, chị cũng chưa check luôn đó. Cho nên là các bạn nào có thể check cái này ha, hoặc là bấm vào cái đường link bên dưới, chị sẽ để cái đường link cho tất cả các bạn, cứ bấm vào đó để mà mua cho nó dễ dàng ha. Rồi thì đó, một lần nữa chia sẻ với các bạn những cái này, tại vì mình đã trải nghiệm qua đó trong chuyến đi này mà mình chưa chuẩn bị trước, thì anh xã đã bị rất là giống như là bị rất là nặng ha. À, qua đây là bị ù lỗ tai cả tuần lễ luôn, nghe rất giảm, coi như là khoảng là 40-50% luôn. À, vừa khó chịu mà đau cái lỗ tai mà cảm thấy giống như là nó bị stress luôn á. Cho nên là khi mà mua được cái này rồi á thì giảm được rất là nhiều ha, giảm được rất là nhiều và hỗ trợ rất là nhiều về cái việc lỗ tai của mình nó bớt ù và nó bớt khó chịu đó. À, cho nên là mọi người nhớ nha, mấy cái này mình chia sẻ tại vì mình đã trải nghiệm, cho nên mình chia sẻ để cho tất cả mọi người có thể mua được cái này. Ai mà chuẩn bị đi máy bay, chuẩn bị đi du lịch ha, bằng máy bay thì nên có những cái này ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ là bấm bên dưới cái link này thì mình sẽ để cái link cho tất cả các bạn vào mua cho dễ nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.